Đây là những câu nói được trích từ bài giảng của Ngài A Chàn Cha, Tỳ Kheo Khánh Hỷ Dịch. Giọng đọc Tuệ Nhiên. Nghiệp 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần, chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt, ngày xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ. 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bố phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây còm cỗi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Ba Bông này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem các bạn có nghiệp tốt biết bao. 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các quả của nghiệp. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, dao động, giải thoát, phiền não, bạn tự thấy tất cả.